Cái cơ duyên nào hai bạn quen với nhau, đến với nhau? Em với Phúc quen nhau là năm 2014. Cái thời điểm đó thì bà ngoại em mất. Phúc giữ xe đó, lúc đó Phúc là dân quân tự vệ. À, dân quân. Rồi xong rồi cái em cũng nhìn thấy Phúc rồi, nhưng mà em thấy thằng này rất là lạ. Ủa lạ là sao? Chị thấy Phúc bình thường mà. Nhưng mà lúc đó em cảm thấy thằng này rất là lạ. Anh của em là sếp của Phúc. Thì lúc đó em mới lên Facebook anh em, thì em thấy có chụp hình tag tên bạn bè này vô thấy Phúc. Rồi cái em kết bạn Facebook với Phúc. À, em chủ động kết bạn với bạn ấy. Thấy người ta lạ lạ. Mà lạ lạ như thế nào, là đẹp hay là xấu hay là như thế nào? Lúc đó làm nguyên ngày rồi, mệt rồi. Mặt mình hơi quạo. Cái cô này cứ chạy xe lại giống như là kiểu người nhà. Chạy xe ủa anh vô. Để dựng xe đó rồi đi vô, không lấy thẻ, không nói năng gì hết. Đi vô mình thấy quế quế, mình thấy ghét rồi. Cái ngó vô, cái ngồi vô bạn người nhà vậy đó. Chắc nghĩ là thấy mặt mình quạo quạo, thấy ghét ghét vậy đó. À, rồi coi như là ấn tượng của bạn là không có ấn tượng gì với cô này hết. Không ấn tượng. Lúc đó là khoảng thời gian 6 tháng sau rồi. Là 6 tháng sau, sau cái lần gặp đó. Dạ đúng rồi, là tự nhiên cái bạn này bạn làm như bạn giỏi lắm. Bạn vô Facebook em, bạn kiếm số điện thoại của em, bạn kết bạn Zalo với em. Mà lúc đó người ta người bình thường thì nói chuyện bình thường đi ha. Tiếng Anh, tiếng Anh làm giỏi lắm vậy. Nói được đôi duy nhất đúng một câu trong đời từ đó tới giờ luôn. Nay chung nước vui, nay chung nước vui. Xong. Không có hỏi what's your name hay là how are you, ok, I'm no, fine luôn. Luôn không có luôn, cứ một câu duy nhất trong từ đó tới giờ nay chung biết vui. Hôm nay em biết câu tiếng Anh nào khác, nói một câu coi em. Nói một câu phá vỡ phong thủy coi. Biết câu đó thôi hả? Yeah. Ủa nhưng mà tại sao tự nhiên không ưa người ta rồi tự nhiên cái kiếm Zalo Facebook nói chuyện làm cái gì? Mình thấy trên Facebook mà cứ đăng học hành này nó áp lực rồi tùm lum la hết, cái mình mới tò mò, mình ghé theo dõi. Theo dõi khoảng một tuần hai tuần, tới ngày 2 tháng 7 đó là bắt đầu mình nhắn tin qua. Cái mình nhắn tin qua mình coi có cần sự giúp đỡ gì từ mình không. Giúp đỡ gì? Người ta học mà mình giúp đỡ học giỏi không? Đâu có giỏi đâu. À, dạ tiếng Anh đã chứ chứ. Lần đầu tiên chính thức hai bạn hẹn nhau là như thế nào? Nói chuyện được mấy ngày thì hẹn đi ăn sáng. Mà vô tình á, thì bữa đó ăn sáng á, đang ngồi hai đứa cũng đã lần đầu tiên gặp mặt đã không nói chuyện rồi. Mà bữa đó rất là may mắn luôn. Anh em và nguyên đám phường đội nó ăn chung một chỗ luôn. Nó tới đó nó ăn luôn. Rồi xong rồi hai đứa gọi ngậm ngùi ăn xong đi về. Đến vài ngày sau bắt đầu đi coi phim rồi nói chuyện này kia với nhau rồi bắt đầu là tìm hiểu. Có ai gợi tỏ tình hay là gợi ý trước là mình quen nhau nha? Bạn này bạn chỉ nói câu là tìm hiểu thôi chứ bạn không có nói quen hay là gì hết trơn. Thế bây giờ nói chưa? Chưa luôn. Bạn này thì bạn rất là lạ, má em chửi em. Còn bạn này á thì á hả, bạn thấy em bị chửi, cái bạn buồn. Cái bạn qua bạn nói chuyện thẳng với má em luôn. Bạn qua tới nhà lúc đó em không có nhà, bạn qua thẳng tới nhà em, bạn kêu á, bác ơi. Bác xuống cho ông nói chuyện được không bác? Bác ơi. Em nói là sao bác chửi Yến hoài vậy? Mà sao bác chửi Yến hoài vậy? Rồi bác trả lời mày sao? Mai mốt mà bác cứ có chuyện gì bác cứ nói với con. Để con nói chuyện với Yến cho. Bác đừng có chuyện. Rồi khoan, rồi bác trả lời sao? Bác trả lời sao? Bác nói... cuối cùng là ai để Yến ra vậy? Bác trả lời sao? Bác nói là con tao dạy mày sao mày nói vậy? Tại vì mà lúc bác... đó bác đó biết em là ai chưa? Lúc đó cũng biết rồi, biết chỉ là bạn thôi chứ không là, cũng chưa bạn biết rõ. Mình mới nói là tại bè nghe bác la nhiều quá, bạn đó mới mệt mà mình cứ than thở hoài. Thì thôi mốt mà bác cứ nói chuyện với con đi, con sẽ nói chuyện lại với Yến. Nói mày là thằng nào, mày là gì mà tao nói mày? Đóng cha mẹ nè, đóng cha mẹ nè, vô đi. Muốn nghe la thì mày về kêu má mày la mày. Còn tao la con tao, liên quan gì? Đúng không? Đúng. Hợp lý luôn á. Gan dữ vậy. Bác ơi bác xuống đây cho con nói chuyện. Sao bác la con gái bác hoài vậy? Nếu mốt bác muốn la con gái bác thì bác la qua con rồi là con nói lại. Ủa mặt gấu hả? Em đúng là bạn trai em lạ. Đúng là bạn trai em lạ. Nhưng mà ngộ, má em cũng ngộ. Má em từ vụ đó xong em như con dòng. Còn bạn này như con trai ruột. Cho dù không biết lý do là như thế nào nhưng mà em gây lộn là em sai rồi đó. Bạn này luôn đúng, trai cưng. Vậy là cũng hay. Ê, chưa có người yêu phải không? Học hỏi kinh nghiệm nha. Xé chăn cuối liền nha cưng. Thôi thấy cái này lạ nên không học đâu. Trong nhà em hai đứa đang coi phim. Cái đang coi phim ma gì á, tự nhiên cái xoay qua hôn em. Đang coi phim ma. Phim ma mà hôn nhau. Nhiều coi phim là, gì? Là ý là giống như là yêu quái muốn ăn thịt nhau vậy hả? Thôi tự nhiên xoay qua hôn em rồi. Về nụ hôn đầu tiên của hai đứa. Không một gì lãng mạn. Bạn này không bao giờ làm cái gì lãng mạn cho em chưa? Nhưng em có thích lãng mạn không? Có chứ. Em có nói với bạn ấy không? Có chứ. Nhưng mà bạn này ngộ, làm cái gì lãng mạn cho em đó. Thì thôi gì làm cái gì lãng mạn thì thôi người ta kín kín đáo đáo xíu đi. Không, bạn này cho em biết hết trơn. Vậy còn gì nữa lãng mạn? Thí dụ Tại vì mình làm cái việc đó cho bạn này.
mà giống như là biết được chút xíu rồi đó, bắt đầu bươi bươi đủ thứ ra, bươi cho khi nào mà biết được á nói người ta không lãng mạn. Em cũng kỳ lắm, mốt em muốn người ta lãng mạn em cứ kệ, người ta muốn làm gì người ta làm. Thí dụ người ta muốn chở mình đi đâu thì mình cứ lên sau xe mình ngồi im đi, người ta chở tới thì biết, chứ mình cứ hỏi đi đâu vậy anh, đi đâu vậy thì hỏi đi tới đó làm chi rồi thì nó bể hết trơn rồi, đúng không em? Đúng rồi, bể tuồn hết rồi. Tiền lúc đó là vô tình thôi, em mở cái Facebook của bạn này ra, cái em vô tình em thấy được là bạn này có một cái tin nhắn nhắn với bạn đó. Cái tin nhắn rất là khiếm nhã mà nó rất là, nói chung là em không thể nói ra được nội dung tin nhắn, nhưng mà cái nội dung tin nhắn đó là em rất bực mình. Nhắn là nhắn gì, nói chuyện của ai? Nói cái chuyện của nói em, mà nói cái việc đó rất là khiếm nhã và rất là bất lịch sự. Em thông cảm. Nhưng mà từ cái tin nhắn nó tính thời điểm hiện tại luôn, em vẫn không tin tưởng được bạn này. 4 năm rồi đó hả? Thôi em giải thích đi em. Em nói cái gì cái lúc đó không phải cái tin nhắn đó, không phải là em nhắn. Dạ, mình ở chung một cái tập thể, lúc đó ở chung một cái tập thể thì có cái bạn kiểu như chọc qua chọc lại giỡn nhau chơi mà lấy gì Facebook vậy đó, vậy chọc qua chọc lại thôi. Lúc mà về Yến nói với mình thì mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà ngoài chuyện đó ra, không lẽ bạn trai em không có những cái gì tốt để bù lại cái chuyện đó để em có thể tin tưởng được sao? Tại vì đối với bản tính của em là cái chuyện gì đó với một cái người đó mà người đó đã làm mình mất lòng tin rồi, thì cái việc đó mãi mãi mình cũng không quên được, mà mình cũng không có thể là có lòng tin lại với người đó. Vậy thôi sao không chia tay đi mà quen chi tới bốn năm sao? Sao lý do tại sao chia tay không được? Tại vì giống như cái kiểu là cứ cũng thương quá rồi nên là một phần là cũng không chia tay được. Với lại có nhiều cái việc mà bạn đó làm cho em rất là tốt mà không phải ai cũng làm được. Thì cũng có những cái chuyện tốt, sao chị hỏi em, không lẽ bạn trai em không có chỗ nào tốt mà em nói là nhưng mà cái chuyện tốt nó không bù đắp được cái chuyện đó. Gia đình em có đồng ý bạn gái của mình không? Gia đình của em nói chung là ít nói chuyện với nhau. Thì cái lúc mà em dẫn Yến về á thì mọi người không có nói chuyện hòa đồng, như là hỏi một hai câu vậy thôi. Rồi xong rồi im vậy đó, nhưng mà có gì cũng không nói với nhau nghe hết. Cái mà lúc đó Yến cũng hiểu lầm là gia đình của anh không có thích em hay sao. Mà sao thấy ít nói chuyện quá. Tại em thấy em coi phim Hồng Kông á, thường người ta con dâu về nhà, trời ơi ba má chồng vui mừng lắm, nói chuyện hay hả. Còn em về xong hỏi em được vài câu xong im luôn. Cũng tùy em, cũng tùy em. Cuối cùng em tìm hiểu nhiều khi là rồi, tính cách nhưng mà của bạn gia này đình. Nhưng mà bạn này bạn rất là đàn ông, bạn thực sự rất là đàn ông, là bạn tạo cho em nhiều cái cơ hội với gia đình, bạn nói nhiều cái cơ hội để cả hai bên có thể nói chuyện với nhau, tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Bây giờ tốt chưa? Bây giờ rất là tốt rồi. Vậy là tốt là rồi. Quen chồng cưng là vui rồi. Còn bạn thì sao? Bạn về nhà Yến lần đầu thì như thế nào? Thì đó. Quá cái điều kia hả trời? Còn cái tật xấu nào nữa không? Cái tật xấu của bạn nó rất là mắc cười. Tại vì có chuyện gì á, quen nhau hoặc là tiến đến xa hơn thì có chuyện gì mình cũng nên chia sẻ cùng nhau. Đúng rồi. Nói cho nhau biết không, bạn này bạn giải quyết xong hết luôn. Bạn khúc mắc, bạn buồn một mình, bạn giải quyết xong hết, em hỏi không trả lời. Tới khi mà xong hết mọi chuyện, bạn mới nói cho em biết cái chuyện nó đã xảy ra vậy. Thì bây giờ anh đã giải quyết xong rồi, kết quả lại vậy vậy đó. Em nên em cảm thấy là em rất là thiếu tôn trọng vào em luôn. Em phải chia sẻ với lại người em yêu chứ sao? Lý do tại sao em không chia sẻ? Tại vì em có suy nghĩ là mình ai hai đứa nào cũng đi làm về mệt rồi, những cái việc mà nhỏ nhặt á thì mình nên tự giải quyết thì hay hơn. Chừng nào mà khó khăn quá thì mình mới chia sẻ với nhau. Suy nghĩ như vậy nên em mới không có chia sẻ nhiều với Yến. Mỗi người lại có cái lý riêng, nhiều khi bạn ấy lại sợ là mất công lo. Em lo lắng mà phiền phức. Nhưng mà phụ nữ thì người ta lại muốn là không có cái chuyện gì bí mật giữa hai người hết. Tất cả mọi thứ đều chia sẻ, vui cũng phải nói với mình, buồn cũng phải nói với mình. Thì như vậy người ta mới có cảm giác người ta là cái người quan trọng nhất của em. Em có biết hết những tật xấu của Yến không? Cứ mỗi lần mà đi làm đâu á, cứ giận về hay quạo chuyện gì là đẩy qua mình hết. Tự nhiên mình đi về mình không biết chuyện gì hết, giống như là mình lấy nước cho uống hay là mình làm cái chuyện cái việc gì cho bạn Yến, cái quay qua mà chuyện nó khó chịu xíu thôi. Quay qua nạt liền, không cần biết mày là ai hết. Cứ nạt trước rồi nói sau vậy đó. Có khi nào gây lộn mà mày tao rồi hay là đánh nhau không? Bạn này không bao giờ muốn xưng mày tao. Chỉ cần mà giống như mà em nói và bắt đầu em nói chuyện xưng tôi thôi đó, là bạn này đã không đồng ý rồi, là không bao giờ cãi tiếp. Và bạn này đã ít nói nữa, nên là mỗi lần gây lộn em giống như con điên nói mình vậy. Bạn này yếm nói gì chưa? Hai bạn đã tính có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Em cưới tới em tháng 11 này, tháng 12 này em cưới ngay ngày 25 tháng 12. 25 mẹ Noel luôn. Dạ đúng rồi. Mà em cưới không, em không hiểu tại sao em cưới luôn. Cưới không hiểu sao cưới là sao em? Bên gia đình em cả hai là người Hoa. Nếu theo đúng tuổi á, thì phải đợi đến 6 năm nữa. Trời đất ơi. Bấm quẹ kiểu gì mà tới 6 năm tới 6 năm nữa. Tại vì năm sau là em tâm tai xong tới bạn này là em vừa xong tới bạn này. Thấy em tâm tai 3 năm xong rồi tới bạn này tâm tai 3 năm. Là 6 năm. Tại gia đình em người Huế rất là quan trọng chuyện đó. Rồi xong rồi cái hai đứa mới tính là cũng coi thầy á, thì thầy báo là
2 năm nữa hay cưới. Rồi xong tụi em tính 2 năm nữa, dự tính là như vậy. Ừ. Xong cái bữa đó ngày đẹp trời, má bạn này gọi xuống, nói là bữa nào tao xuống rồi tao chở má Duyên đi coi ngày, đi coi thử có năm nào cưới được. Ừ. Xong bữa đó cũng chủ nhật đẹp trời, xong rồi hai má đi coi ngày với nhau. Xong quyết định là ngày 19 tháng 11 âm lịch luôn. Năm trong năm nay em không hiểu tại sao em cưới. Thì đặng khỏi tâm tai. Cưới luôn trong năm nay đó, khỏi mất công khỏi 6 năm tai nữa. Tới khi coi nhà này kia xong rồi mới bắt đầu qua rồi hai ba cũng bỡ ngỡ, không biết chuyện gì xảy ra. Sao cho cảm giác giống như cái trong hai cái nhà này nữ quyền quá ha. Quyết định hết tất cả mọi thứ vậy đó. Từ đây đến đám cưới thì mình còn những khó khăn gì không hai em? Em thì em lại còn không muốn Phúc thay đổi gì, chỉ là duy nhất một điều là có chuyện gì cũng nên chia sẻ với em thôi. Chứ còn ngoài ra thì em thấy Phúc cũng rất là tốt, rất là hoàn hảo rồi. Để làm dâu rồi sinh con cái thì chị không biết phong tục người Hoa thì có khó hay không? Em có lo lắng gì không? Tại vì em cũng là người Hoa nên là mấy cái chuyện đó em cũng nắm rõ. Đúng với hả? Lại ba má Phúc cũng dễ nên là cũng không có em phải suy nghĩ mấy chuyện đó nhiều. Rồi, chị nghĩ là em sẽ làm rất là tốt. Còn về Phúc, em muốn vợ mình thay đổi gì không? Chỉ muốn Yến bớt nóng tính lại. Ừ. Quan trọng là bớt nóng tính lại thôi, còn mọi việc thì Phúc lo được. Oh. Em cứ bớt nóng tính thôi, mọi chuyện là để anh lo. Thật sự á, nghe hai bạn chia sẻ nãy giờ thì Tường thấy cặp này rất là vui. Dễ thương. Coi vậy đó, nhiều khi cứ bên này em nói đúng, nghĩa là bị cái gì ta giống như chị Tường vậy nè. À, khẩu xà tâm phật khẩu phật tâm xà là chết. Khẩu xà tâm phật, tâm mình là tâm phật. Cái miệng nhiều khi mình nóng quá mình kệ không được, mình nói vậy thôi, nhưng cái tâm mình thật sự là mình nói là mình muốn tốt cho đối phương thôi. Trước khi mà chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay thì hai bạn có điều gì muốn nói hay là muốn làm cho nhau nữa không? Tô biển đó, vậy đi. Bắt đầu như vậy cũng được, thấy không? Thiệt hả? Cưới nhau nha. Ngạc nhiên chưa? Có nói gì không? Không nói gì hả? Nói đi. Sau khi cưới nhau anh mong là mọi việc sẽ tốt hơn, mình sẽ trưởng thành hơn. Em phải yêu anh nhiều hơn nữa. Yeah. Em nóng tính nha. Em nói là gì với bạn trai của mình đi? Em chỉ nói là em yêu anh thôi. Yeah.